Nghiệp á là để nói cái chung, do nhận thức mà thể hiện qua hành động. Thì á, cái chu trình mà là biểu hiện nhận thức và hành động thì cái đó gọi là nghiệp. Tức là cái người này nhận thức như thế này cho nên hành động như thế này, giả sử như thế này đi. Một người nói rằng là hạnh phúc là phải có kinh nghiệm, thì cái người đó nhận thức như vậy, bắt đầu người đó phải cố gắng đi buông hay đi làm bất kỳ cái điều gì làm sao cho có tiền, thì đó chính là cái nghiệp của họ. Nhắc lại là đừng hiểu những nghiệp là xấu. Nếu như cái người đó hiểu như vậy mà làm thật tốt thì cũng vẫn cứ tốt, tức là tạo được cái nghiệp tốt. Tuy nhiên á, qua cái việc đó rồi người đó mới là gặp lại cái nguyên lý của cái cuộc sống á, là luôn luôn nó có thay đổi, luôn luôn có thay đổi. Tức là bắt đầu mình đụng phải cái nguyên lý của đời sống, ví dụ như nguyên lý về vô thường, nguyên lý về khổ, nguyên lý về vô ngã. Thì khi bắt đầu thì mình chủ trương như vậy, nhưng mà sau khi một thời gian mình đi kiếm ra tiền thì mình vẫn thấy là đau khổ, và cái thị trường thì lúc lên lúc xuống, cho nên là mình phải ảnh hưởng theo với cái vô thường đó. Rồi rốt cuộc á, mình làm được rồi, cái đến khi gặp một cái biến cố gì đó thì mình mất hết rồi. Như vậy á, qua cái đó mình lại thấy ra được ba cái định luật của các pháp, đó là vô thường, vô ngã. Khi mà lúc đầu á là không thấy được cái vô thường của vô ngã đó, cho nên trụ trương thế này, trụ trương thế kia, rồi hành động thế này, hành động thế nào, cái hành động đó nó mới tạo ra nghiệp. Nghiệp của một người á, thì nghiệp tốt thì là được hướng tốt, nghiệp xấu thì hướng cái xấu. Nhưng mà trong đó á, cái phần chính á, là do cái nhận thức sai lầm. Nhận thức sai lầm đó chính là tà kiến. Từ tà kiến cho nên em sinh ra tà tư duy, tà mùi, tà nghiệp của mình, là toàn bộ cái đó chính là cái nghiệp của mỗi người. Nhưng mà cũng có cái hay trong pháp á, cái pháp, cái tuyệt vời của pháp là thế này: anh sai thì cứ làm sai, không sai hết. Nhưng mà sai rồi á thì anh sẽ qua cái nhân quả, hay là qua cái nguyên lý của pháp, anh rồi cũng phải nhận ra, cho nên điều chỉnh cái nhận thức lại, điều chỉnh nhận thức lại, điều chỉnh hành vi lại. Và nhờ vậy mà nó bắt đầu là chánh kiến dần dần. Chưa dám nói là mình chánh kiến ngay, nhưng mà chánh kiến dần dần, tức là từ cái sai đó điều chỉnh lại cái đúng. Cho nên thầy mới nói rằng là bây giờ mình trình độ sao thì mình cứ làm đấy, nhưng mà qua đó mình biết học tập, biết chiêm nghiệm, thì mình sẽ điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi. Thành ra là nếu mà tà kiến thì sẽ là làm sai và sẽ chịu cái quả khổ, rồi mình điều chỉnh lại nó bớt khổ hơn. Rồi cứ điều chỉnh cho đến lúc mà nó hoàn toàn á. Đức Phật là cái bậc đã điều chỉnh đến chỗ hoàn toàn, cho nên Đức Phật được gọi là bậc minh hạnh túc. Minh tức là sáng suốt hoàn toàn, tức là nhận thức đúng hoàn toàn. Và hành tức là từ cái chỗ mà chánh kiến, chánh tư duy đó là minh, thì đưa đến chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là hành. Thì là minh được Đức Phật là bậc đã minh hạnh túc, tức là đã điều chỉnh cái nhận thức hoàn toàn chính xác, và hành động đã hoàn toàn chính xác, đem lại cái giác ngộ cho mình, đem lại giác ngộ cho người khác, đem lại lợi ích cho mình, đem lại lợi ích cho người khác. Đó là cái quá trình mà thực ra không có đại thừa, cũng có tiểu thừa, mà chỉ có một con đường tu hành như vậy thôi. Cái con đường tu hành là nó nhất thiết, nó tất yếu là nó phải đi qua như vậy thôi, chứ không có để mình mới thấy cái nhìn bình đẳng. Chứ còn nếu không á thì mình cứ nói rằng là tôi hơn người kia, nhưng mà thật ra cái con đường đó là quá trình để điều chỉnh cái nhận thức và hành vi á, để đi đến cái chỗ mà hoàn chỉnh á, thì phải là giống nhau. Chứ không có cách nào khác. Thì anh làm chưa đúng thì anh vẫn còn đau khổ. Cho nên ấy, cái đau khổ nó cũng có một cái hay. Đau khổ là cái sự báo hiệu để cho thấy mình còn sai. Người nào còn đau khổ tức là người đó còn sai.
À, nếu dùng như vậy đó. Còn nếu mà mình dù đã qua cuộc đời đó là vô thường khổ vô ngã, thì cái lạ lùng á, chính khi mình nhận thức ra được vô thường khổ vô ngã đó, thì lúc đó mình lại cũng đau khổ nữa. Tại vì mình biết cuộc đời đó như vậy, cho nên mình đâu có là quan niệm theo cái ý riêng tư của mình để mà mình lật lấy cái sai lầm đó. Ví dụ như thế này, mình đi ra ngoài chợ, mình thấy người ta bán cái hoa hồng đẹp quá, cho nên mình cũng mua một cây hoa hồng về mình trồng. Nhưng mà tại vì mình chỉ biết là cái hoa hồng đẹp thôi, mà mình không biết rằng là khi trồng á là mình phải là bón phân, rồi phải tưới nước, rồi nó phải nhú lên cái mầm từ từ, rồi nó mới ra cho đến khi nó đá cái hoa. Đá cái hoa rồi thì mình mừng quá đi, nhưng mà hai ngày sau nó tàn mất, vì mình không biết cái định luật đó. Cho nên mình cứ nghĩ rằng là nó đã ra cái hoa rồi thì nó sẽ mãi mãi đẹp cho mình. Do nhận thức sai đó, cho nên hai ngày mà nó tàn cái thì mình đau khổ. Tại cái đau khổ là do mình nhận thức sai. À, thế nếu mình nhận thức đúng thì đâu có đau khổ. Thì mình biết có hai ngày thì là mình nó có cái hai ngày để mình thưởng thức là được rồi. Thế nên mình muốn là nó kéo dài, nhưng mà nó không kéo dài như ý muốn của mình. Do đó do mình nhận thức sai, ham muốn sai, do đó đưa đến cái đau khổ.